Chào các bạn đến với trung tâm đào tạo đồ họa 2D, 3D, 4D Thuận Yến. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn video giới thiệu chương trình Photoshop ứng dụng trong thiết kế đồ họa quảng cáo. Trong phần hướng dẫn này thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn về layer trong Photoshop. Tôi mở Photoshop lên. Và tôi sẽ mở một tấm hình bất kỳ. Vậy tôi mở tấm hình như thế này. Thì cứ một tấm hình của tôi thì nó sẽ nằm trong một cái bảng layer. Tôi mở thêm một tấm hình nữa. Tôi kéo luôn hình này xem. Rồi tôi sẽ mở hình khác. Rồi tôi kéo xem luôn. Thì chúng ta để ý là hình nào, cứ mỗi hình này nó sẽ nằm trên một layer như thế này, để chúng ta có thể di chuyển hình đi đâu bất kỳ. Tôi có thể bật tắt. Còn ví dụ mà chúng ta mà không tạo layer mới, thì ví dụ tôi vẽ một dùng brush, tôi vẽ một chút màu đen lên, rồi tôi vẽ lên thế này. Ví dụ chúng ta xuất file ra thì chắc chắn là để in, thì chắc chắn là hình chúng ta sẽ bị những cái điểm đen như thế này, thì không có cách nào để xóa được hết các bạn ạ. Trừ khi mà các bạn thao tác mỗi cái hình trên một layer. Giờ tôi muốn xóa hình này thì tôi chỉ chọn nó rồi tôi delete đi. Tương tự hình bên này tôi cũng có thể chọn tôi delete. Còn hình những cái điểm đen này thì không xóa được. Chúng ta chỉ có dùng history này để quay lại thôi. Ở trong bảng layer này thì nó còn có nhiều cái như là mục blend mode, đây là mục chế độ hòa trộn màu. Ví dụ có cái hình này, tôi cắt bỏ phần bên dưới đó. Thì xoay những đen, điểm đen. Rồi ví dụ tôi muốn khử nhanh những cái nền màu trắng này, thì tôi sẽ có thể chọn trên cái bảng chế độ hòa trộn màu này, tôi có thể chọn multi line chẳng hạn. Thì ở đây thì chúng ta khử được toàn bộ cái nền màu trắng. Còn ví dụ cái hình này mà nó nằm dính luôn trên cái background này, ví dụ tôi cho hai hình lại đây như thế này, thì không thể nào mà khử cái nền màu trắng được. Nào bây giờ tôi cho. Rồi bây giờ làm sao để mà khử được cái nền màu trắng này? Ví dụ tôi dùng Magic Blend Tool, tôi delete nó đi. Thì chúng ta cũng không thể nào nhìn thấy được cái vùng đằng sau nữa. Và cái hình của chúng ta cũng không có đẹp gì. Thì cái bảng chế độ hòa trộn màu này thì nó có rất là nhiều cái, cũng tùy vào từng trường hợp mà chúng ta sử dụng. Ví dụ tôi muốn làm cái hình lung linh kiểu như thế này thì tôi có thể chọn overlay và tôi dùng cụ tẩy, tôi có thể xóa nhẹ những cái phần bên ngoài này đi. Đó, thì tôi nhận thấy là cái hình của chúng ta nó có được thêm một
lung linh hơn. Đó, ví dụ như thế. Tôi xài thêm một xíu nữa. Rồi, tôi đưa lại về bình thường này. Thì cái hình của chúng ta như thế này. Nhưng mà khi đưa về overlay thì hình thì cái bên nền màu trắng nó sẽ bị khử bớt đi. Và nó sẽ kèm theo là những hai cái hình này nó hòa trộn với nhau. Bằng cái chế độ overlay này thì cái màu sắc nó lên nhìn có vẻ lung linh hơn rất là nhiều. Thì bên tay phải của tôi đây là một opacity và fill. Giờ tôi đưa hình này về bên opacity, đây là độ đậm và lợt của một cái hình ảnh nào đó. Giờ tôi muốn hình này nó nằm hơi mờ mờ thì tôi có thể giảm opacity nhẹ xuống. Tôi để 100% là hình nguyên gốc. Rồi, mục fill. Fill đây là màu nền. Thì để nói về cái fill này thì tôi sẽ giờ tôi vẽ một đánh một chữ ra đây. Tôi có thể cho nó nhỏ lại xíu đi. Rồi ví dụ tôi hướng dẫn các bạn về mục layer style luôn. Giờ tôi chọn cho layer style, tôi chọn blending option. Thì trong này nó là những bảng style của Photoshop. Ví dụ Brevet Import đây là làm chữ nó hơi nổi lên hoặc là chìm xuống. Contour texture đây là nó thêm một cái lớp texture cho chúng ta. Có thể chọn những chất liệu khác. Giờ tôi chọn những chất liệu thế này. Đó. Còn một chóp đây là mục đường viền của tôi. Giờ tôi không thích cái màu viền này nữa. Tôi có thể chọn màu, chúng ta có thể chọn color là màu đơn sắc. Rồi màu sắc chúng ta chọn ở đây thì tôi muốn viền màu đỏ, size nhỏ hơn. Ở đây cũng có các cái chế độ hòa trộn màu đó, và cũng có opacity của layer style. Tiếp theo mục inner shadow đây là chọn luôn về inner. Chữ chúng ta màu đen nên tôi để cái bóng độ màu màu đen thì nhìn không rõ mấy. Inner shadow bóng độ trong và inner glow là một chút bóng nằm hơi sét bên ngoài. Còn đây là lớp satin. Tôi sẽ tô màu chữ khác cho dễ nhìn. Giờ tôi tô màu đỏ. Rồi tôi thêm một số hiệu ứng nha. Inner glow, đây là lớp hơi bên ngoài satin. Color overlay, chúng ta có thể tô màu trực tiếp ở trong đây bằng cách này chọn màu hoặc là gradient overlay. Đây là những màu khác nhau. Pattern, đây là những pattern có sẵn của Photoshop. Đó, như tôi thích những kiểu như thế này thì chúng ta có thể tạo thêm pattern. Outer glow đây là lớp bóng ở bên ngoài, còn drop shadow đây là bóng độ. Giờ tôi cho một ít bóng độ, chữ hơi nổi một xíu. Tôi cho hơi một ít đường viền. Tôi chọn màu đen cho size nhỏ.
Rồi. Ví dụ tôi giảm opacity xuống thì chữ nó mờ, mờ toàn bộ. Còn khi tôi giảm fill, đây là fill là màu sắc. Tôi giảm fill xuống thì màu sẽ bị mất đi, nhưng mà những cái hiệu ứng như reverse, import, chop hay là drop shadow thì nó vẫn đang còn. Thì chữ của chúng ta chỉ mất màu đi thôi. Tiếp theo tôi sẽ giới thiệu sơ qua về cái kênh channel. Kênh channel thì ở đây là hệ màu của chúng ta đang là hệ màu RGB, và hệ màu RGB thì gồm có 3 kênh màu red, green và blue. 3 kênh màu này tổng hợp lại thành hệ màu RGB. Thì chúng ta có thể ứng dụng vô cái hệ màu này để chúng ta chọn vùng nhanh, chẳng hạn như tôi control click vô cái hệ màu red này, thì những chỗ nào mà nó hơi có màu đỏ đỏ vàng vàng thì nó sẽ được chọn. Ví dụ tôi muốn chọn cái vùng này thì tôi có thể chọn vùng red, tôi control tôi click vô thì nó sẽ lấy được những vùng đỏ đỏ hơi vàng vàng. Tương tự tôi click vô mục blue thì tôi sẽ chọn được những vùng màu hơi xanh. Blue cho mẹ. Thì đây là ba cái màu nó pha trộn với nhau để ra được hệ màu RGB. Còn về pet. Pet đây là cái trình quản lý, cái để quản lý những cái đường path. Ví dụ tôi vẽ hình pen tool thế này thì chúng ta thấy là work path nó sẽ hiện ra một cái vùng như thế này. Và ví dụ tôi lấy control click thẳng vào đây thì tôi sẽ lấy được luôn cái vùng chọn. Đó, nghĩa là chúng ta không cần quan tâm tới layer gì hết, mà chúng ta chỉ quan tâm tới những cái đường path này thôi. Thì tôi vẽ tới đâu thì những cái vùng này nó sẽ sáng lên. Rồi tôi cần cho lấy thì tôi sẽ được cái vùng chọn thế này. Trên đây thì chúng ta có những cái là lock là position vị trí. Ví dụ cái layer gốc này, layer này tôi không muốn xoáy hay đụng chạm gì vô nó thì tôi có thể lock nó lại, thì không thể nào mà di chuyển nó được nữa. Hay là khi nào tôi không muốn sử dụng nữa thì tôi sẽ mở ra. Bây giờ tôi mở thêm một vài hình nữa. Giờ tôi mở hình này, này. Tôi đặt lên cái layer Photoshop này. Có thể cần chân tay để kéo lớn nhỏ cái hình này. Ví dụ chúng ta kéo nhỏ vậy, xong Enter và Ctrl T ta lại kéo lớn lên thì cái hình của chúng ta nó sẽ bị bể dần. Đó là Ctrl T ta kéo lớn lên. Đó, các bạn thấy là hình của các bạn sẽ mờ đi khá nhiều. Và trong Photoshop có một cái gọi là Smart Layer. Thì tôi sẽ click phải ha, tôi chọn Convert to Smart Object. Thì khi này tôi kéo hình lớn, thật lớn lên. Rồi tôi kéo nhỏ lại. Rồi tôi kéo lớn lên. Rồi tôi lại kéo nhỏ lại. Thì cái hình của chúng ta vẫn không bị bể. Nó vẫn giữ được cái hình dạng ban đầu. Smart Layer này thì ví dụ chúng ta áp dụng các hiệu ứng ở trong bộ lọc filter hay chẳng hạn. Thì tôi chọn một ít cong một ít đi như thế này. Bình thường chúng ta nếu mà áp dụng những cái lệnh này lên thì chúng ta không có chỉnh sửa lại được. Ví dụ bây giờ tao muốn thấy nó cong hơi nhiều, tôi có thể click đúp vô đây,
tôi kéo lại, tôi kéo ngược lại, ok, thì người tôi lại quay ngược sang hướng khác. À, như thế là rất là tiện lợi cho chúng ta trong việc mà chỉnh sửa. Ví dụ chúng ta đi thiết kế cho khách hàng, người ta thích cái hình này cong ngược sang một xíu, thì chúng ta có thể vô tạo một cái smart object và chúng ta áp dụng những cái lệnh filter này lên. Thì khi khách hàng yêu cầu thì chúng ta load đây và chúng ta chỉ cần click chuột vô và kéo lại. Tôi có thể bỏ luôn cái hiệu ứng này đi và thôi áp dụng những hiệu ứng khác vào. Dù thôi cho motion blur nhẹ, hơi nhẹ đi đây chẳng hạn. Tôi có thể click đúc vô và thôi sửa lại. Đó là cái rất là hay của smart object ha. Và trong Photoshop có những cái rất hay như là clipping mask, là cái lệnh mà chúng ta có thể lồng những hình ảnh này vào những hình ảnh khác, lồng vào chữ hay là lồng vô một cái vùng chọn nào đó. Bây giờ tôi cũng đánh chữ ra. Ví dụ tôi mở thêm một cái hình này chẳng hạn, tôi kéo nó đặt lên đây. Bây giờ tôi muốn cái hình này nằm gọn ở trong cái chữ photo này, thì tôi có thể chọn ở trong cái bảng layer này, chọn đúng nó luôn. Tôi để cái hình nằm ngay bên trên chữ photo luôn. Tôi click phải, tôi chọn VA Living Mat. Thì khi này cái ngôi nhà của chúng ta sẽ nằm gọn ở trong cái chữ và chúng ta có thể thoải mái kéo tới những cái vùng nào đó cho sinh động. Như tôi có thể chỉnh thêm một lớp một số cái hiệu ứng người nổi lên cho cái chữ chúng ta đẹp lên. Chúng ta có thể tô cả viền gradient màu sắc và size lớn nhỏ. Rồi như vậy là tôi đã giới thiệu xong cho các bạn về phần layer trong Photoshop. Hy vọng là qua bài hướng dẫn này sẽ giúp ích được nhiều cho các bạn trong công việc cũng như là học tập. Hẹn gặp lại các bạn ở trong bài hướng dẫn kế tiếp.